Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn máy nghe nhạc hoàn toàn mới của Benji, đó là Benji X5. Đây là cái hộp của nó và hộp nó thì cũng giống như các hộp của máy nghe nhạc khác mà thôi. Nên bây giờ mình sẽ bỏ qua phần giới thiệu cái hộp, mình sẽ đi thẳng vào nhân vật chính luôn. Đây là toàn bộ những gì bên trong hộp của nó ha. Bên đây là máy màu đỏ và bên đây là máy màu đen. Bây giờ mình sẽ giới thiệu ha. Thì nó sẽ được tặng kèm một cái bọc cao su như thế này để ốp lên máy. Đây, rất là ngon và xịn luôn. Máy này chút nữa mình sẽ cho các bạn xem, cực kỳ đẹp. Khi ốp lên thì nó sẽ như thế này, đó, y như các bạn ốp điện thoại thôi. Nhưng mà hiếm có cái máy nghe nhạc nào mà được tặng kèm cái ốp này lắm. Bộ tai nghe, một miếng dán cường lực. Đây, khi các bạn nhận sản phẩm á, thì ở đây nó đã có một miếng dán sẵn như thế này rồi. Thì nếu mà các bạn muốn chống chạy tốt hơn thì các bạn lột miếng này ra và dán miếng cường lực này vô. Và ở đây là mấy miếng khăn để dán, sách hướng dẫn sử dụng và dây sạc. Thì bên đây là màu đỏ thì nó cũng phụ kiện nó cũng y chang như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ tháo cái ốp này ra và giới thiệu cho bạn xem. Đây là hai máy của chúng ta. Bên đây là màu đen, đây là màu viền đỏ, hay còn mình còn gọi là màu đỏ. Màu viền đỏ các bạn nhìn trên video á, thì nó sẽ hơi bị đậm một chút do trời nó đang sắp mưa, nhưng mà nhìn ở ngoài thì mình phải nói là cực kỳ đẹp. Màu đỏ đẹp nhất của con Benji đỏ từ đó tới giờ luôn, đỏ bóng nhìn sang trọng cực kỳ. Và nó có một phiên bản nữa là màu xanh dương, cái viền này nó xanh dương ha, nhưng mà hiện tại thì mình không có ở đây. Đây là loa ngoài, nguyên dãy loa ngoài, chui sạc, lỗ cắm 3.5, lỗ tai nghe, khe cắm thẻ nhớ. Và ở đây là nút nguồn, nút tăng giảm âm lượng ở đây. Và ở đây là micro thu âm để cho các bạn ghi âm á. Rồi, hết rồi. Nhìn rất là đẹp và xịn sò luôn. Bây giờ mình sẽ mở màn hình lên cho các bạn xem. Đây, cảm ứng ha. Nhưng mà cảm ứng của con này thì các bạn không thể vuốt như điện thoại được, mà nó sẽ như thế này. Đó, trái phải nó sẽ xuống và nó sẽ có ngôn ngữ tiếng Anh, rất là nhiều ngôn ngữ luôn. Này, và nút trở về nằm trên đây. Và điều đặc biệt của con này thì nó có luôn cái này là dịch dịch tiếng Anh hoặc tiếng Trung, nếu tùy bạn chọn vào ngôn ngữ của cái máy thôi. Ví dụ mình gõ một chữ ha, nhưng mà ở trên cái máy này á, thì nó sẽ dịch, chỉ dịch từng từ thôi chứ nó không thể dịch được nguyên một đoạn văn ha. Rồi mình sẽ nhấn đây, nó sẽ dịch như thế này và nó phát âm luôn. Hello. Như các bạn thấy thì nó chỉ có thể là cho các bạn phiên âm thôi, còn mấy cái lằng ngoằng dưới đây thì mình nói chung là mình dốt tiếng Anh lắm, mình cũng không biết đâu phiên âm họ, và nói cho các bạn nghe như thế này nè. How? Đó, rồi bỏ qua phần này đi. Thì nó sẽ có thể cho bạn xem được video, nhưng mà ở đây không có thẻ nhớ nên mình không thể cho bạn xem được. Và ở đây có báo thức luôn nha, báo thức và đọc văn bản là ebook. Và ở đây là sẽ chỉnh cho màn hình là sáng lên hoặc tối lại. Đó, như vậy là tối. Mình sẽ chỉnh sáng lên cho dễ nhìn. Đó. Rồi ở đây là ghi âm, recording, ghi âm. Đây các bạn có thể xem hình. Thì ở đây cũng không có thể nhớ để các bạn xem hình. Nhưng mà bộ nhớ trong thì con này có bộ nhớ trong là 4 ghi sẵn rồi ha. Rồi và FM radio thì các bạn có thể nghe FM radio rất là thoải mái. Rồi, đây là con màu đỏ. Đó, khi nào có con màu xanh thì mình sẽ làm clip sau. Nếu các bạn nào muốn mua, và con này cực kỳ rẻ luôn, đang được sale nữa. Và các bạn nào muốn mua thì số điện thoại ở đây và đây. Liên mua hàng mình sẽ để ở bên dưới cho các bạn theo dõi và mua hàng ha. Có chính sách miễn phí vận chuyển cho các bạn luôn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.